các bạn, bây giờ cái còi của cái xe nâng điện này, bây giờ nó bị cái tình trạng mà bấm không lên. Thì bây giờ bạn làm sao bạn? Bạn làm sao? Này bạn chỉnh sao, hướng dẫn đây bạn. Bạn làm sao chỉnh cho nào? Đó ở đây này, nới ra hả? Nới. À các bạn nới cái ốc ra nhá. Trong cái còi là có cái ốc này, nới ra hay sức không? À nới ra chút. Giờ trong quá trình bằng nới này đó. Ok. À bạn này là Duy Vlog nha, bạn có một trang YouTube bi mà hiện tại đã có 3.000 người đăng ký rồi. Trời, có thêm cái tù nữa. Có thay tù không? À giờ đây có nghĩa là mình chỉ cần nới lỏng mà được. Cái coi lại, coi cái coi này. Coi này 24V đó bạn ơi. Nha. Đúng rồi, 24V không thấy ghi AC DC hết. Năm 2018 này. Ok. Bạn Duy, cho mày bấm lại cái bạn Duy. Ok rồi. Cảm ơn bạn nha.